Các bạn đến với kênh tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một bộ mì con các bạn. Bộ mì con mẹ man dẫn cái man các bạn. Mẹ rep man dẫn cái rep man. Cái rep man các bạn không đúng chiền nè. Sải tích nghiêm chỉnh nha. Cái rep man này các bạn đúng chiền, sải tích nghiêm chỉnh, mẹ cũng y vậy luôn các bạn. Đó, bà mẹ rep man dẫn cái rep man. Đó, mẹ rep man dẫn cái rep man là lứa đầu tiên luôn nha. Bà mẹ mới bẻ một lô răng các bạn. Đó, bà mẹ bơm ba bê được một tháng 27 ngày các bạn. Mẹ bơm ba bê được một tháng 27 ngày. Bà mẹ mới bẻ một lô răng các bạn. Đó, mẹ rep man nè, mẹ rep man cao 1m27 bò. Đó, dẫn cái rep man là lứa đầu tiên luôn nha các bạn. Dẫn cái rep man là lứa đầu tiên luôn. Đó, cái rep man nè, cái rep man cao 1m12 bò các bạn. Bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 38 triệu nha, 38 triệu. Đó. Mẹ Redman nè, dẫn cái Redman. Mẹ Redman dẫn cái Redman lứa đầu tiên nha các bạn. Dẫn cái Redman là lứa đầu tiên luôn. Bà mẹ này bơm ba bê được 1 tháng 27 ngày. Mới bẻ một lô răng nha các bạn. Bà mẹ mới bẻ một lô răng nha. Đó. Mẹ thấy cái rúng với tê rồi cho bạn, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết. Chân móng đều hoàn thiện, sái tích nghiêm chỉnh luôn các bạn, không lan giá nha. Lông đuôi một chùm quả đen. Dẫn cái rep man, cái rep man, cái rep man này sau này các bạn nuôi lên mẫu độ luôn các bạn. Đây cái rep man nè, thấy cái rúng không, rúng dài, rúng chiên dài, yếm dày, sái tích nghiêm chỉnh, sái tích nghiêm chỉnh, cao 1m12 bò cái rep man là bạc gu. Giá 38 triệu bộ mấy con này các bạn, 38 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đó, mẹ rep man dẫn cái rep man lứa đầu tiên, bà mẹ mới bẻ một lô răng. Đó, bà mẹ bơm ba bê được một tháng 27 ngày. Đó, bà mẹ cao 1m27 bò, dẫn cái rep man cao 1m12 bò, giá là 38 triệu bộ mẹ con này các bạn, 38 triệu. Hai mẹ con cái dần hai cái rúng nó thấy tê các bạn. Cái rep man này các bạn nuôi sau này lên mẫu độ các bạn, không lan giá cao 1m12 bò nè. Không lan giá cao 1m12 bò. Giá 38 triệu bò mì con này các bạn. Mẹ bơm ba bê được một tháng 27 ngày.